mua rồi, bữa mua quá trời rồi. Ờ quá chừng con hào luôn á. Con An cứ chừng nó nha, nó cà ban cà ban ở trên đó kìa. Thấy không? Đủ 17 đứa chưa? Chắc khỏi mua bánh tráng quá nha luôn hả? Hả, tao lên để tao quay xuống một lũ luôn mà. Đồ đi làng ít ghê không? Đó. Nhà mình được cái nước ham đi. Ba ông nói mày đi mua chỗ ngồi. Nhà mới ăn không được. Ngày nào cũng tụ tập lại. Mẹ này nó phải ra đây chi. Em con bánh tráng kìa. À, mua lắm chị bà gấu cái ghét hả? Mày ghét rồi hả? Con chị cho mày làm quà chị ơi. Con cô bắt cô. Bánh kia nữa không? Con khô này con khô gì? Nhớ cá mối. Đồn biên phòng Long Sơn máy trong chạy chi lẹ vậy, cái xe lên chở máy. Ủa sao còn muốn gì vậy? Muốn mua đi không chị có rồi. Mấy ngày muốn gì? Muốn gì vậy?
Coi. Cái đó cái gì vậy? 70 ngàn gì nấu canh rim ra hoặc là trộn gỏi gì cũng được. Mua mua đó. Mua đem đi. Mua đem đi. Hả? Lấy gì còn. Cơm không ăn. Không mực sao đây rẻ như vậy? Mực vậy có nửa ký gì. Cái này cách vợ mà cá tươi 60 ngàn ký tươi rồi. Cái này ngon. Chớ nào, dỡ bà nội á. Cho bà nội lên. Tiền. Cho cái bịch bỏ vô. Một nắng này luôn. Cái này nhiêu ký? Dạ 150 chị. Ừ ừ bố mua với cái gì vậy? Nó cắt cải ra là chỉ ăn cơm thôi à. Vừa ăn mà nó không mặn. Anh em mình xử lý cái gì? Làm gì á? Hỗ trợ cho em. Ăn căn bạch ký là chị luôn. Chị bạch ký. Hai đứa không? Ba đứa không? Ba đứa không? Ủa? Ba ly nước mía luôn. Làm sao? Cái gì hả? Làm sao? Cái nhỏ. Dạ, dạ. Nhỏ. Dạ, dạ. Hết chưa? Hết em cắt chi cho. Muốn mấy muốn đi. Ký đó là gì? Vậy lắm. Mày cho pha hả? Má chồng tao đây trả tiền luôn ra mẹ nó. Nói ăn bà không nó không có tiền. Mấy khuyên bài ăn. Mấy đứa chuyện có bạn tao. Mua chưa? Bà bầu mua chưa? Mấy đứa hả? Trùng thấy ổng mua mà. Chẳng mua nó đâu. Anh nói ăn cái gì? Em được. Anh cũng thua cả. Mấy ký mà nhiêu vậy? Còn cái này mua đi họ tặng cho cũng lịch luôn nè. Như con. Cái đồ để chấm cô luôn nha. Dễ chưa? Thì con không muốn chạy cũng được. Bà đang bị ghê lắm. Bà lại đi. Học xin cái kỹ à. Cộng tiền với mắm đây luôn. Con rồi, coi. Lấy đi, không ta đâu. Cộng tiền đây không ta. Ủa, Trung trả tiền rồi mà. Ủa, Trung trả tiền hả? Nè, chút mà bà lấy 1 ký đi. Vậy đó, mua về để ăn luôn. Phải ăn cá à, không phải. Nãy chạy 130 phải không? Chút nữa trừ cho cái nhất cái nhì. Dễ ăn lắm, mày trả tao đi. Chút nữa trừ cho cái nhất cái nhì. Né, né. Đi. Trả ba né. Thôi. Đừng có đưa tiền mà trừ bài. Tập chết. Đi, 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 đi. Nè, hỏi là con gì nó nói cho. Bỏ nó bình cho. Cho kỹ kỹ chút. Mấy con này con gì? Con cơm. Cơm gì? Con cơm hùm hay. Hùm mẹ mày. Đây. Cái gì? Cái 6 triệu á. Sao chị ta? Đi chưa? Rồi. Đừng mua đồ chơi nữa làm ơn mày. Ba bạn có đi nhấn cạch không? Trăm ngàn vé. Đi. Lẹ đi. Vũng Tàu thẳng tiến lẹ đi. Ta đi Vũng Tàu gì ta ăn, còn tụi bay ăn xong đi. Hãy chạy xe 5 đi. Cái gì? Đi Vũng Tàu. Chạy xe 5 đi. Đi ăn quán. Không, đi mua đồ tấm lưới hả? Đi anh, chạy nó. Bỏ xe đồ xong xong. Rồi tao với dì với ông Trung đi chiếc cho.
chứ bà nói ừ, còn tụi bay đi bên đây Phi Khánh bé rồi nè, đi chung năm đi. Ừ, đây, còn như Nguyên Băng lên con xấu nữa. Đi lại làm xe sao đứng đây giờ tính vậy? Phải chạy lên, để chạy lên. Ủa đi ra đường nào? Dạ dạ. Tao tưởng tao đi vô đường đó gì. Đúng rồi, con bé với con Phi lên xe của Nam. Thằng Khánh với con bé này thì lên xe của cô Gấu. Muốn gì? Không có mua nữa. Mẹ. Không có mua. Con cũng mua nè. Mày hả, mua cái cây. Không, tao tốn cho mua, phải được cho nó nữa. Mình đãi mua mua thì không mua. Còn bây giờ thì đòi mua. Con để cái món gì em kìa. Đâu, con mua lên em nó phát của con nữa, con khóc nữa. Thôi lại mua cái trong trống nè. Cái này nó mua lại liền. Cái này mua gì là dục. Mua gì mua được căng, con thấy tầm thôi. Mua bé. Ông Trung chạy xe đó đi. Ông Hải chạy xe này. Kêu ba đi ba ba một hồi, kêu ba đi ba ba không ăn gì nha. Lên đây. Rồi có ai nữa? Bé với Năm. Bé với Năm với con Phi, ok đi đi. Chị? Lấy đưa cái bánh đấy tôi bỏ đây. Quên. Quên trời đó. Rồi đứa nào lên xe này leo lên. Làm đi xe kia xuống 4 chiếc. Tôi lên xe này. Đây xích beo anh Giang ăn rồi đấy tôi. Vào luôn. Ba mày giống mình bị bóng không tôi chưa. Tao qua đây cũng chạy theo rồi, đặt ai chạy theo ai? Ai theo chứ, cho tao đi xe nào? Xe gấu đồng đinh. Chết. Lái ngồi xe không đi, em thích không? Xe em thích không? Xe không đi, nãy như Năm chạy chở. Xe nào cũng đâu dặn ấy mà nó chạy chậm quá hả? Xe gì cũng bước á. Cứ la, đi bốc cái xe. Từ từ hả? Cái giật cái theo theo nó cho nó lại cái đồ xe rồi nó té rồi sao? Biết gì không? Ở đây làm nên gian mặt tiền. Ồ, ngang năm mà dài 20 nhiêu thôi là cắm. Nè, nãy lấy tiền bám cho dừng xe cả đâu. Ủa cái bộ quạt có đem theo không?
dễ chuyện gấu nó bò. Tiền ăn rồi từng tiếp tài nữa đâu mà chịu nổi nè. Nó có đưa mày không? Còn không ăn luôn. Nghe mà sáng là nó mới đi Vũng Tàu lắm nó giờ đi Vũng Tàu đi. Số này về nó còn thử tận được. Trời, bà Tư tôi nói không về là sai lầm. Có tôi là bao vui mất bà Diện mình, không có tôi buồn. Đó, giờ ông Hải dắt tàu thì ông chạy đi cho đi heo học khe re. Mà nấu cái lũi với bà Năm. Lũi đầu lưng nha. Có dữ không? Ủa ghê vậy mà nó mũi lũi qua đặt ông nội đó. Chạy vậy á. Tại bà gấu mở trên môi lớn lên được. Mày cũng được vậy. Ông trong mở ra nước tàu. Thôi làm ơn. Mới sợ. Ông đâu ơn. Ông chạy đi làm ơn. Bà Lâm ba đi xe, bà không biết phá xe gì. Ngày qua tôi thấy ba đi cái cầu này 391 09 hay gì không được 39009 bữa nay ba đi 328 gì đó. Sao ba đi tầm lưng xe nhà bán mấy chiếc cầu đi luôn mà 2 chiếc cầu đi 3 chiếc mẹ tại mới mua chiếc bự nữa cầu đi luôn. Chiếc hình như 5 chỗ hay 7 chỗ gì đó. Chiếc xe mới bữa tôi thấy thằng Hoàng nó đăng lên chiếc xe đầu tiên gì nha, về chào Đồng Nai hay gì mà. Ừ. Bây giờ ông đang đi chiếc xe bán tải dưới. Chiếc đó không ai đứa là chạy rồi, ông cắt rồi nha. Hãy quỡ đường này ra thôi. Ta chắc đường này tiện. Lo đừng có cãi vô Hải không rành lắm dân tài xế hội tụ quá rồi chiếc con này đây là 5-6 tỷ ghê hả còn 70 ngàn. Ừ. Chiếc bạn anh chạy nhiêu hả? Chiếc này hả? Chiếc này chừng 6 mấy ngàn. Không, chiếc quy mấy tỷ à? Chiếc quy năm này cũng mấy tỷ á. Ở đây nè. Ừ, năm mấy học thì đó. Chiếc đầu tiên là thằng quy nó mua đó. Bán chiếc đó, chiếc quy chạy lắm. Ông Tì á, biết sao ông Tì á, cái là cái người ngồi chạy thoải mái lắm, cái ghế nó làm người lắm. Còn sao nó hẹn. Mà nó khoái cái chiếc đầu, chiếc đường qua mà Năm chạy á, Năm là ngon chiếc đó. Cái ghế, con chiếc này. Qua nó chiếc mẹt rồi đắng tôi biết mà. Chiếc mẹt nó cũng ngon. Còn chiếc nào bèo bèo bán luôn. Đây họ đã bán cái chiếc không đa cái chiếc đó bà bán này. Mai Nghi đứng chụp hình nhà chỗ ba chiếc cầu đèn. Nhà má ba chiếc đó. Đó ba chiếc mấy đẹp trả. Đẹp, có 3 triệu.
có 3 triệu. Quá vậy. Hả? Ờ, cái này ấy thằng Minh được nhỏ nhiều. Má nó cái này nó dở hơn thằng Đất. Minh được nhỏ đông lắm. Mà cá vâng nó nhiều. Sao ông Hải lỗi vô đây, tôi tưởng mà ông quắt lên đó nhớ không? Lên là vô chạy quân đội á. Là được nhỏ. Là gửi xe của được nhỏ đó. Ai biết Hải đâu ông lỗi vô. Ủa tôi đâu có ngủ vô đây hang gì á. Ông nói lần trước anh hai đi ở đây tôi lũi vô đó. Ủa đây ra đường chúng ta chưa? Xuống để Hải vô chợ Sống Tứ cho mạnh ai nói vô mua chứ đó mà mua gì với gì anh dạ. Thì ông Quang mời xuống dưới nhưng mà ai biết đi xuống giờ này còn ngoài biển cho ra không ra tắm không. Đồ, không? Không. Em quên rồi.